Rồi bây giờ em này xịt ấm rê cho cô khách này hai ngón nha các bạn. Rồi xong một ca mình xịt ấm rê màu đen nè. Rồi xịt cho nó dài lên. Cái đầu móng này xịt cho nó đen một tí nha. Mình xịt luôn bên đây. Xịt tấm rê thì nó hơi dê nha các bạn. Cái này mang bao tay cho nó che lại nè. Cô này có giá 4 ngón. Chùi cho cỡ nha. Mình chùi cho nó có đen dính đó các bạn. Trước khi mình bỏ vô hơi, chứ mình không thể nào bỏ vô hơi liền được. Mình bỏ vô hơi là một lát mình chùi không có ra. Bây giờ mình chùi trước nè. Chùi bằng alcohol hồ ha. Rất đau hiếp hơi mít tết. Dạ. Rồi bây giờ mình cho hơi tí xíu. Rồi mình chùi bên đây. Mình xịt màu đen hay mình giả màu đen cho cô khách này luôn nha các bạn. Bây giờ vừa vô mùa thu mà vừa vô mùa Halloween nè. Rồi. Rồi mình hơi qua đây. Cái bước kế tiếp là mình cũng giả màu đen luôn nè. Đây mình có một cái cỡ giả lai đây. Rồi mình cũng lấy chai màu đen luôn nha các bạn. Rồi đi nha. Rồi bây giờ mình đi trên cái sóng này đi xuống nè. Các bạn đi cho nhanh nhanh chứ mẹ mắc kéo đường thẳng nha các bạn. Rồi. Thì đi một chiếc lá bự đó các bạn, giống như mình vẽ chiếc lá mà nguyên cái ngón tay đó. À, bây giờ mình đi những cái đường cứ cơ ra đây. Rồi là mình đã xong hai ngón nha. Rồi giờ mình cho hơi vào đây.
vẽ giống như chiếc lá ấm rê vậy các bạn. Nó vừa nền màu đen cho Halloween luôn. Bây giờ mày cho hơi qua đây nha. Cái bước thứ hai nữa. Rồi mình sẽ bỏ nước bóng lên đây. Hai ngón này mình sẽ dễ bỏ cái mát thấp khấu nha các bạn. Mình sẽ bỏ nước bóng đục. Mình sẽ bỏ nó bóng trong nha. Rồi, giờ mình bỏ bóng đục trước. Đây, mình cho hơi. Bên đây cũng vậy, mình bỏ bóng đục luôn. Thì mình bỏ bóng trong nha. Này cái màu sơn nó bóng vậy chứ mình chưa có bỏ nước bóng đó các bạn. Cái này bây giờ bóng đục ra tạm vậy thôi ha, chứ mình chưa có hơi nhanh quá cái bước thứ hai nè. Mình sẽ bỏ ra một mớ nước bóng. Bỏ mình nước bóng trong nha các bạn. Mình chấm vào cái dĩ, cái này là vẽ đi xài đi luôn đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái đầu chấm nha. Rồi, mình làm cái hạt sương mai đó. Try here. Như cái giọt sương nó đậm trên lá đó các bạn. Mình kéo cho nó chảy chảy một tí ha. Ở bên kia mình cũng kinh nghiệm mình không kéo cho nó chảy chảy một tí. Rồi bây giờ mình bỏ đây cho hơi lại. Rồi bên đây nó đã khô rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ nước bóng lên mấy ngón còn lại đây. Đó, các bạn thấy mình đã xong được bốn ngón giả rồi ha. Đó, cái mát thấp khấu rồi mình chấm nó những cái hạt xương trên cái móng, trên giống như chiếc lá và các bạn, lá mùa thu buổi sáng. Vậy là mình đã xong bốn cái ngón giả cho cái khách này rồi. Bạn để mình đem bên kia ra review cho các bạn coi luôn. Rồi, bạn cho bên đây xong hai chiếc lá. Yeah, feel the water, water tear. Yeah, rồi, mình đã hoàn thành xong cái bộ móng rồi nha các bạn.